Thưa quý khán giả, nhiều năm qua hoạt động nghiên cứu khoa học của tuổi trẻ Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã đạt được nhiều thành tựu rất khả quan. Và điều này đã được chứng minh qua các kỳ hội nghị khoa học và công nghệ toàn quốc, tuổi trẻ Trường Đại học Y Dược đều đạt được những giải thưởng cao. Tại hội nghị khoa học và công nghệ tuổi trẻ lần thứ 11 của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ vừa được tổ chức mới đây, có 106 báo cáo khoa học, thành quả tiêu biểu của hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ của tuổi trẻ trường, thuộc các chuyên ngành khoa học sức khỏe với đa dạng nghiên cứu từ cơ sở lâm sàng đến cộng đồng được trình bày. Nổi bật là đề tài nghiên cứu tác dụng của chiết rễ cam thảo bắc trên mô hình chuột nhắt trắng đực gây béo phì thực nghiệm của bác sĩ Nguyễn Hoàng Tính. Đây là cơ sở khoa học cho những nghiên cứu tiếp theo về tác dụng của rễ cam thảo bắc trên lâm sàng đối với bệnh nhân nam béo phì. Đề tài này đã được trao giải nhì tại hội nghị. Cao chiết từ cam thảo bắc đã cho ra một cái kết quả hết sức ấn tượng là nó có thể cải thiện về hình thái của chuột. Từ những con chuột béo phì nó trở thành những con chuột bình thường về mặt hình thái cũng như là mỡ nội tạng, và khi mà xét nghiệm các cái chỉ số lipid máu và đường huyết thì các cái thông số đều trở về bình thường. Khi mà lấy tinh dịch của chuột ra để đánh giá các thông số tinh dịch đồ thì cho thấy rằng tất cả các cái thông số đều trở về bình thường so với nhóm những chuột béo phì. Khi đạt được giải trong hội nghị khoa học và công nghệ tuổi trẻ Trường Đại học Y Dược Cần Thơ vào năm nay thì em rất là vinh dự. Chúng em nhận được những lời góp ý, những lời nhận xét rất là quý giá từ quý thầy cô, từ quý ban giám khảo, để từ đó chúng em có thể hoàn thiện hơn về đề tài của mình, và chúng em còn học hỏi được thêm nhiều điều hay, nhiều kiến thức mới. Giai đoạn 2020-2021, tuổi trẻ Trường Đại học Y Dược Cần Thơ thực hiện 250 đề tài nghiên cứu khoa học. Để nâng cao chất lượng cũng như số lượng các đề tài nghiên cứu khoa học, nhà trường đã không ngừng đầu tư tiềm lực khoa học và công nghệ. Trường có những cái chính sách hỗ trợ cho hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên. Cụ thể thứ nhất đó là sinh viên đứng ra làm chủ nhiệm đề tài sẽ được hưởng cái mức kinh phí trực tiếp hỗ trợ làm chủ nhiệm. Cái thứ hai là hoạt động hỗ trợ gián tiếp, nghĩa là các bạn sinh viên y cũng như dược các ngành khác khi đi làm các xét nghiệm tại bệnh viện nè, rồi các cái kỹ thuật phân tích tại các labo của trường thì được hoàn toàn là miễn phí. Nếu như mà là giảng viên trẻ mới ra trường đi học thạc sĩ cũng như là nghiên cứu sinh thì sẽ được đăng ký một cái đề tài đối với thạc sĩ và nghiên cứu sinh thì là hai đề tài thành đề tài cấp cơ sở, tức là thầy cô được công trình. Thứ hai là mức chi phí hỗ trợ cho một cái đề tài cấp cơ sở mà là của cao học cũng như nghiên cứu sinh á, thì sẽ cao hơn cái mức đề tài bình thường là 30-50%. Các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ của tuổi trẻ trường khi được phát huy sẽ góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.